Xin chào anh em, trên tay mình lúc này chính là máy cắt cành EasyShear đến từ thương hiệu Bosch. Và mình rất ấn tượng với chiếc máy này bởi vì có thiết kế nhỏ gọn này, trọng lượng chắc chỉ khoảng 500g thôi mà lại còn dùng pin nữa. Và đặc biệt là sử dụng rất là tiện lợi để có thể cắt cỏ này, cắt tỉa hàng rào hay là cắt bụi cây. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là sản phẩm này có những ưu điểm gì nhé. Và đây chính là bộ sản phẩm của chiếc máy xén cành cầm tay Bosch EasyShear, gồm có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành này, một dây nguồn tháo rời, cặp USB, đi kèm thì có phần lưỡi cắt hàng rào 120mm, lưỡi cắt cỏ 100mm. Lưỡi dao đi kèm máy đều là lưỡi dao với chất lượng cao do Thụy Sĩ sản xuất bằng phương pháp cắt laser và mài kim cương để đảm bảo chất lượng cực tốt và bền. Và đây chính là phần thân máy của chiếc máy cắt cành EasyShear. Trên thân máy có dán tem chống hàng giả, đảm bảo hàng chính hãng của Bosch. Như mình đã nói ở trên thì mình rất ấn tượng với chiếc máy này bởi vì nó có thiết kế nhỏ gọn nhưng mà lại vẫn mang lại hiệu quả làm việc cao. Trọng lượng chính xác của máy là 530g và nó sử dụng pin với điện thế đầu vào là 3,6V, dung lượng 1,5Ah. Thời gian sạc đầy pin này là 3 tiếng, sẽ cho thời gian sử dụng lên đến 40 phút. Khi các bạn sạc đầy pin thì máy có thể dùng để xử lý cắt tỉa cây lên đến 22m². Ở trên tay cầm thì được tích hợp luôn công tắc điều khiển. Bình thường thì công tắc điều khiển ở trạng thái khóa như thế này. Nếu như muốn máy hoạt động thì các bạn sẽ cần phải ấn công tắc và gạt núm ở bên trên đồng thời thì máy mới hoạt động. Và điểm đặc biệt ở chiếc máy này đó là lúc gạt ở phía bên trên chúng ta có thể gạt sang trái hoặc phải đều được, sẽ phù hợp cả người thuận tay trái và người thuận tay phải. Ở phía bên trên có phần đèn báo dung lượng pin thì chúng ta có thể chủ động hơn. Khi hết pin thì chúng ta sẽ sạc pin. Và vị trí sạc pin ở ngay phía sau máy. Và sạc pin này sử dụng dây nguồn với cáp sạc USB, rất là tiện lợi. Để tháo lắp lưỡi thì cũng khá là đơn giản. Các bạn sẽ mở máy ra bằng cách nhấn và trượt xuống theo chiều mũi tên. Sau đó chúng ta sẽ thay thế lưỡi. Và các bạn có thể thấy là phần lưỡi dao và phần tay cầm thì rất là xa nhau như thế này, nên là đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem một số hình ảnh xem là chiếc máy cắt xén cành cầm tay này hoạt động như thế nào nhé. Các bạn vừa mới xem một số hình ảnh của chiếc máy xén cành cầm tay EasyShear của Bosch. Và chiếc máy này cực kỳ tiện lợi, nhỏ gọn và mang lại hiệu quả cao trong công việc nữa. Nếu như mà các bạn muốn mua sản phẩm này chính hãng thì hãy lựa chọn trên website meta.vn hoặc là liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.